Ôi, lá số giống hệt lá số thầy luôn. thế con vừa thấy bảo giống thầy nhưng mà sao khổ thế, chả được như thầy Khổ nhưng mà đấy. khổ. Bây giờ mình Con đã khổ quá thế này thầy này. chắc là nhiều đất quá nên khổ đúng không? Lá số này mà không có 3-4 mảnh đất mới là lạ. Đúng rồi, gì nữa. Thạch Trung Ngẩn Ngọc đấy. 10 năm vừa rồi, từ 33 đến bây giờ kiếm tiền khá lắm. Và cô là thân cư phu hết lòng chiều chồng con, nên là vợ chồng tuy có lục đục tí nhưng mà vì cô quá nhường nhịn nên là vẫn ở với nhau bình thường. Con của cô thì sao thiên phú, hai đứa con trai của cô sau này còn giàu hơn cả cô nữa. Con nhà con là một đứa 2004, một đứa 2017 Đúng, sau này giàu có lắm. Nhưng cô biết không, từ năm 33 đến 42 thì kiếm tiền rất là tốt. Nhưng năm nay bước sang năm 43 cái gặp sao hỏa, đại đại hao với tiểu hao chiếu gặp với hỏa tinh linh tinh nào đồng cung một cái là tự nhiên năm nay nó làm ăn nó tụt hẳn xuống. con trả thêm có đồng nào. Ừ. Thế là đang ở đại vận tốt thì bây giờ chuyển sang một đại vận xấu một cái nó sập xuống liền. Thế con vừa thấy chị trợ lý phải bảo là phải giải cái sao đại hao rồi. Cô Chiếu là công tài. đại hao đó của Phúc Đức, có nghĩa là như thế Thế này vậy này. thì cái cung Phúc Đức thì không được như cung của thầy. Nếu Đó. mà được như cung của thầy thì giống thầy quá. Cung Phúc Đức của mình gặp triệt, hiểu không? Thì Và thế làm nào? Cung Phúc Đức là cái sự may mắn, là cái sự là ông bà tổ tiên ấy, thì nó phải đẹp Và thì hậu vận nó mình mới tốt. Nên là mình phải vâng thế điều chỉnh cung Phúc Đức. và mới lại giải hạn cái cung đại hao chiếu tài cung tài. Và hai cái sao hỏa linh đồng cung phải đóng luôn xa lại chứ không có tính tình bốc đồng nóng nảy hay quyết định bộp chộp. Ok rồi, cũng có căn hầu thánh luôn, cũng không hầu thánh thì phải thỉnh thoảng phải đi lễ đền lễ phủ để xin tài Và lộc. con cũng chịu khó năng đi mà hả? Đấy là Thì cô được. cái trợ lý bảo là sao giống cung của thầy thế, bảo nhưng mà sao khổ thế, chả giống thầy đi nào. Khổ gì nữa, lá số này mà khổ. 3-4 miếng đất, chồng tốt, con thì sau này hai đứa con trai học hành giỏi giang kiếm tiền tốt, thế là sướng rồi. Nhà con một thằng thì nó nghỉ học rồi, còn một thằng bây giờ mới đi học. Thế Ok. thằng lớn nó thấy nó lười lười, thế làm nào mà nay mai lại còn giàu hơn cả mẹ là nào đây. Ô, lười với giàu là hai vấn đề khác nhau hoàn toàn. Và hôm Các bạn ấy có thể lười nào học. con phải đặt cái cung tuổi của nó để thầy ngó xem là Nó có thể lười học nhưng nó chăm làm, lười học nhưng chăm làm vẫn giàu mà. Có nhớ rất nhiều đứa lười nhưng mà vì cung phu thê của nó tốt quá, lấy được cô vợ nhà có điều kiện, sau này gia đình nhà vợ giúp đỡ cho lại giàu mà, đúng không? Người ta có muôn cách để giàu, muôn cách để giàu có, nhưng có bền vững hay không là phụ thuộc vào cung phúc đức. và thế như đây con lúc nãy trợ lý thầy bảo là cái cung Phúc Đức nó không được, các cụ không được độ cho nên là bây giờ phải làm cái cung đấy. Đúng rồi, trời cung Phúc Đức đi lấy gia phả cầu siêu độ cho ông bà tổ tiên nha, là các cụ giúp đỡ cho thì mình sẽ Thế lại bền tài lộc thôi. Và năm nay là năm có sao nhiều sao bại tinh chiếu quá nên năm nay thất bại là đúng rồi, vì năm nay có và hỏa tinh linh tinh địa kình dương thiên hình này lại địa kiếp lại đại hao chiếu thẳng vào cung đại vận 43 này, hiểu chưa? Đại vận này là đại vận lại phải làm bất động sản tiếp đây, cứ làm những thứ khác là dễ bay hết, nên là 3-4 miếng đất rồi buôn đi bán lại, cứ mua đi bán lại, cứ mua mỗi đất cát trong cái đại vận từ giờ đến năm mình 52 tuổi là mình sẽ ok. tấm này là con chỉ mua vào đất thôi còn đúng không vậy? Đúng nhá, đấy cũng gọi là thạch trung ngân ngọc đấy. Ngoài ra là phải đóng luôn xa lại chứ không có sau này suốt ngày kêu đau đầu quá đau đầu quá. Đau đầu con bây giờ vẫn đau đầu đây, vừa phải tiêm truyền một món tiền đấy. Họ luôn xa là bị âm khí vào người nhiều đau đầu. Ok rồi, cũng là thạch trung ngân ngọc nhưng mà cung thân cung mệnh với cung phúc nó quan trọng lắm. Mình làm mệnh không tốt bằng thân là ok rồi, nhưng mà thân phúc đức lại bị trượt. Cái mà phúc mà đẹp nữa thì mới gọi là mới thuận lợi, nó cứ đi lên như này. Còn không cái lá số mình á là nguyên tắc là nó sẽ đi lên,
xong đến 43 52 tuổi đi xuống, rồi 53 tuổi ra nó lại lên, rồi từ 63 tuổi ra nó lại xuống. Tóm lại cuộc đời mình cứ như thế này này. Thế là giải cung đệ hao mấy cung phúc đức thì Đúng là ok phải không thầy? rồi. Xin chào. Vâng, con chào thầy nha.